Anh Đã đến giờ đi ăn trưa đâu mà em đã đến rồi. Anh không thích em đến đây à? Hay là lại sợ nhân viên của anh đàm tới nữa? Làm gì có chuyện đấy. Mặc dù là chưa công khai, nhưng mà nhân viên ở trong cái công ty này ai mà người ta chẳng biết em là vợ của chủ tịch của công ty FVM, chứ không phải là con vợ già ở nhà của anh đâu. Hơn nữa, ngoài trời đang nắng thế kia, anh sợ em đi về em lại ốm ra đấy, nên là anh đã hứa rằng khi nào mà anh làm xong, anh sẽ qua tận nơi để đón em đi ăn trưa rồi còn gì nữa. Đấy, ghét anh lắm cơ. Chỉ được cái là dẻo miệng thôi. Bảo sao người ta không yêu, không dứt ra được bây giờ đây này. Vợ gọi kìa. Sao không nghe đi? Những người không quan trọng, không cần phải nghe. Không quan trọng, không quan trọng. Vậy sao anh không ly hôn đi? Thì em biết rồi đấy. Nó cứ nằng nặc, nó đòi không chịu ký vào cái tờ giấy ly hôn. Hơn nữa, anh cũng chưa tìm ra cách gì để mà nó ký vào cái tờ giấy đấy mà anh không mất cái gì cả. Anh ấy cứ để như thế này mãi, cho đến khi em chết đi chắc cũng chẳng có được cái danh phận nào à. Thôi nào, bây giờ anh chưa cho em được cái danh phận nào cả, thì anh cho em đi ăn, rồi chiều mình đi shopping, đi spa nhá. Bởi vậy sao mà không yêu cho được. Đi. Sao? Anh yêu chủ tịch của cô lại tót đi đâu rồi à? Nhưng mà xin lỗi nhá, anh ta không có ở đây. Này, mày đừng có nói cái giọng chia rẽ đấy. Tao với anh Việt Anh vẫn đang hạnh phúc, vẫn đang vui vẻ bên nhau. Chả biết gì mà tao phải đi tìm cả. Thế không thì tự nhiên cô đến tìm tôi làm gì? Mà cũng lạ thật đấy, bây giờ Tiểu Tam mà cứ ngang ngược như là chính thất đi nhỉ. Mày không cần phải khích đẻo tao. Tao với anh Việt Anh á, chỉ thiếu mỗi cái giấy đăng ký kết hôn thôi. Còn mày á, mày thiếu nhiều thứ lắm con ạ. Mày thiếu cả con cái này, thiếu cả hạnh phúc này. Mà còn hơn nữa, mày còn thiếu cả hứng thú trong việc tình cảm nữa. Đồ con đàn già xấu xí. Cô im đi. Cô không có quyền xúc phạm tôi như thế. Tao đâu có xúc phạm đâu. Tao chỉ nói sự thật thôi mà. Được rồi. Thế bây giờ tóm lại là cô muốn gì? Muốn gì hả? Đơn giản thôi. Tao muốn mày ký vào cái giấy ly hôn. Bây giờ mày với anh Việt Anh á, chẳng còn hạnh phúc nữa, thì ở bên nhau làm gì? Chẳng phải gây đau khổ cho nhau à? Mày ác lắm đấy. Ở đâu ra cái lý lẽ ngang ngược như thế nhỉ? Tôi không ký đấy. Cô làm gì được tôi? Tao nói cho mày biết, mày phải tránh xa anh Việt Anh ra. Tao nói cho mày biết, ngày nào mà mày còn chưa ly hôn á, thì ngày đó mày còn ăn đòn tiếp. Tao không có đùa đâu con ạ. Alo, cậu điều tra giúp tôi người này nhé. Đúng rồi, chính là cô ta. Chào anh. Vâng, chào cô. Cô là... Tôi là vợ của anh Việt Anh. À, thì ra là vợ của người tình của vợ sắp cũ của mình đây mà. Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không? Cô mà đến được tận đây để tìm tôi thì chắc hẳn cô đã rất đắn đo rồi quyết định ra được một quyết định rất khó khăn như vậy. Cho nên là nếu mà tôi mà nói không ấy thì cô vẫn sẽ nói thôi. Hỏi làm gì? Tôi có thể nhờ anh giúp tôi khuyên nhủ vợ anh tránh xa chồng tôi ra được không? Chồng của cô, cô không giữ được, nên là bây giờ lại nhờ tôi để đi giữ lại cái người vợ mà tôi không cần nữa. Anh nói như thế là sao? Tôi và cô ta ấy đã đưa đơn ra tòa rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi và cô ta sẽ đưa ngay nấy đi. Cái loại đàn bà hám tiền, phụ bạc như cô ta, tôi không muốn tốn công níu giữ làm gì cả. Nhưng mà... Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi cũng đã nghe qua chuyện của nhà cô rồi. Cô không có con đúng không? Đúng. Tôi và anh Việt Anh ngày xưa lập nghiệp vẫn còn nghèo, nên là quyết định đợi khi nào mà hai đứa có đủ kinh tế thì mới có con. Nhưng mà bây giờ
giàu rồi thì lại bận việc nọ việc kia nên là... Loại đàn ông phụ bạc như thế, cô điều giữ để làm cái gì? Vả lại, cô với cả anh ta ấy, cũng đâu có gì ràng buộc với nhau đâu. Tôi nghĩ chắc là do thói quen, mà bây giờ tôi cũng chưa sẵn sàng để ly hôn. Tôi mong anh có thể giúp được tôi. Cô ơi, tôi với cả Phương Anh ý, thực sự là bây giờ không còn là gì của nhau nữa rồi. Cho nên là nếu bây giờ tôi mà còn nói, thì liệu cô ta có nghe tôi không? Vả lại, tôi cũng nói thật với cô nhé. Loại người như Việt Anh ấy, nếu như không phải là Phương Anh ấy, thì anh ta kiểu gì cũng sẽ sa vào lưới của một ả xinh đẹp nào khác thôi. Cho nên ấy, anh ta không xứng với cô đâu. Tôi biết là rất là mong manh, nhưng mà anh có thể giúp tôi được không? Tôi xin anh đấy. Cô ơi, thật sự là tôi không thể giúp được gì đâu. Cô thông cảm với tôi nhá, tôi phải đi rồi. Anh ơi, anh giúp tôi. Tôi cầu xin anh đấy. Cô ơi, thật sự là tôi không thể giúp được cô đâu. Cái này khó lắm, chuyện này đâu phải dễ như cô nghĩ đâu. Anh giúp tôi đi mà, tôi cầu xin anh đấy. Ui dồi, cô ơi, tôi không thể nào giúp được cô đâu. Ái chà chà, đây là người phụ nữ chưa ly hôn chồng mà lại dám tằng tiểu với trai đây rồi. Chính hai người mới là kẻ ngoại tình đấy. Nhưng mà chúng tôi có tiền để bịt mồm thiên hạ và dư luận, cô hiểu không? Còn cô thì chuẩn bị phải ly hôn mà không nhận được đồng nào đi, chỉ vì tội ngoại tình thôi. Cô tưởng thằng trợ lý của tôi nó nghe lời cô à? Cô ngu lắm, vợ cũ à? Đi thôi. Anh thấy chưa? Bọn nó sỉ nhục tôi như thế đấy. Anh là người tốt, anh phải giúp tôi chứ. Đủ rồi đấy. Nếu như cô mà không đồng ý thì người ta sẽ không thể sỉ nhục hay là phỉ báng cô đâu. Đá băng anh ta đi, nếu như cô muốn hạnh phúc. Ly hôn rồi. Đừng có mà lờn vởn đây nữa. Anh được lắm. Để tôi xem hai người hạnh phúc được đến bao giờ. Đương nhiên rồi, đuổi được cô đi á là anh Việt Anh đã hạnh phúc được phân nửa rồi. Bây giờ đón một tôi về thì phải viên mãn rồi, đúng không anh? Đúng là chỉ có em hiểu anh. Còn bây giờ ấy thì cút đi, con vợ ngoại tình ạ. Cô làm sao thế này? Anh bỏ ra. Có chuyện gì thì nói tôi nghe xem nào. Anh để tôi một mình. À, nhìn cái điệu bộ này chắc là vừa mới ly hôn chồng xong, xong rồi bị chồng đuổi ra khỏi nhà rồi gì. Tôi xin lỗi, tôi hơi vô duyên rồi. Nhưng mà đừng bảo là cô lại oán trách tôi bởi vì là tôi không biết giữ vợ tôi, lại để vợ tôi đi quyến rũ chồng cô đấy nhá. Không, là tôi trách bản thân mình không biết quý trọng thanh xuân và thời gian của mình, để bây giờ mất hết nhà cửa, mất chồng, mất tiền bạc, mất cả thanh xuân luôn. Nếu như cô mà chịu hiểu ra vấn đề sớm ấy thì mọi thứ chưa bao giờ là muộn đâu, vẫn có thể bắt đầu lại đấy. Anh nói thật không? Thật, chứ sao không thật. À, mà nhân tiện nhá, thế này đi. Hôm nay thì tôi vừa mới trúng được quả hợp đồng, nói chung là khá là lớn. Thì tôi mời cô ăn một bữa đi, đúng không? Tiện là để ăn mừng cho cái chiến công của tôi, rồi là cũng có để chúng ta chia sẻ tâm sự,
nói chuyện như kiểu là hai người vừa mới ly hôn xong ấy. Đấy, ok không? Nhưng mà tôi... Nhưng nhịn cái gì? Không sao cả, cứ đi thôi nhá. Tôi với cô bây giờ ấy, mà có làm giấy kết hôn nhá, cũng chả nói gì đâu. Thôi đi đi, nào đi, đi. À mà, cô tên là gì nhỉ? Tên là Mi. À, ok Mi, mời Mi lên xe. Đấy, đi. Vào đây nhá. Ôi, cẩn thận. Đây, để tôi. Rồi. Rồi, cô lên đi. Hôm nay nhá, là phải hết mình. Alo, anh à? Anh sắp về chưa? Em đang ở dưới sảnh công ty đây này. Gớm, bây giờ lại còn biết mua cả tảo xâm Kohino giúp bổ sung collagen tăng cường nội tiết tố cho vợ nữa đấy. Chồng em đúng là số 1. Mi. Đúng là em rồi. Vâng, chào anh. Dạo này em sống có tốt không? Cảm ơn anh, tôi vẫn sống rất tốt và hạnh phúc bên chồng của mình. Cái gì cơ? Em lấy chồng rồi á? Đúng. Anh đang làm việc ở công ty của chồng tôi đấy. Anh ấy là chủ tịch của công ty này. Không, không thể như thế được. Em nói dối. Làm sao mà em có thể quên anh nhanh như thế được cơ chứ? Mới vài năm thôi cơ mà. Có gì mà không thể. Một kẻ như anh, tôi nhớ làm gì cho nặng đầu. Mà anh cứ yên tâm làm việc ở đây đi. Tôi không gây khó dễ gì cho anh đâu. Mi ơi, anh xin em, từ lúc em bỏ đi, anh mới nhận ra rằng chỉ có em mới là người quan tâm anh thật lòng. Còn cái con hồ ly kia, nó chỉ biết tới tiền thôi. Anh chỉ cần hết tiền một cái là nó đã bỏ anh đi rồi. Anh bỏ tôi ra. Đấy là việc của anh, tôi không muốn nghe. Mi ơi, anh xin em đấy, hãy quay về bên anh đi mà. Anh xin em đấy, Mi ơi. Này, bỏ ra. À, thì ra là mày à. Tao nhận ra mày rồi, không phải việc của mày. Cút ra. Này, tôi nói cho anh biết nhá. Anh đang hàn gắn hạnh phúc gia đình. Cút ra. Cái gì? Hàn gắn hạnh phúc gia đình á? Anh nói mày không biết ngượng mồm à? Này, mồm tao ấy, thì việc gì tao phải ngượng. Còn cái mồm lý tiết của mày. Anh bỏ chồng tôi ra. Hắn ta là chồng của em á? Đúng vậy, tôi là chồng của cô ấy đấy. Và tôi cũng là chủ tịch của SVM, công ty anh đang làm việc đấy. Mày đừng có mặt luyên thuyên. Không tin à? Không tin ý. Thì gọi điện cho bên hành chính nhân sự đi, rồi hỏi xem ai là chủ tịch. Alo chị ạ? À, chị ơi, chị cho em hỏi chủ tịch của công ty mình là ai ạ? Chủ tịch công ty mình là Kiếm Anh ạ. Vâng ạ. Tôi xin lỗi. Vừa rồi hành động của tôi. Anh thôi đi. Tôi không cần anh nói gì thêm nữa đâu. Tôi vốn dĩ không để cảm xúc xen lẫn vào chuyện công việc. Và thực tế tôi cũng không quan tâm, bởi vì đây là công việc của hành chính nhân sự. Nhưng mà với hành động của anh ngày hôm nay ấy, thì tôi xin tuyên bố luôn, anh chính thức bị sa thải. Dọn dẹp đồ đi. Đi thôi.